Vâng, em xin chào quý vị và các bạn nhé. Thì em lại lên cho quý vị và các bạn một cái dòng nồi cơm của hãng Zoji nhé. Con này là 1.8L với mã hiệu là WA18. WA18, đây là dòng của nó là dòng 1.8L nhé quý vị nhé. Về bên ngoại hình thì khá là ok quý vị nhé. Về ngoại hình khá là ok, cũng không có điểm gì chê cả. Đấy. Hàng cũ hàng bãi nhà rất là đẹp rồi. Con này thì về trong tình trạng là gọi là rất đẹp. Ok nhá. Còn hàng cũ hàng bãi thì không thể tránh khỏi các xước sát được quý vị ạ. Tuy nhiên con này về thì có nó là rất là đẹp. Ok này. Đây. Răng diệt của nó vẫn còn rất đẹp nhá. Răng diệt này. Rất xanh đẹp luôn nhá. Lòng lồi thì rất là ok này. Lòng lồi của nó thì con này thì lòng lồi cũng chả chê vào đâu được quý vị ạ. Con này nói chung là con này chả chê vào đâu được quý vị ơi. Nồi 1.8L. Đây này. Đằng sau còn rất đẹp nhé. Nói chung là con này còn cực kỳ đẹp luôn quý vị ạ. Nói chung là về đáy nồi thì quá là đẹp. Nói chung là con này thì con này về quá đẹp quý vị nhé. Con này thì về quá là đẹp luôn, không có điểm gì phải chê cả. Ok nhá. Con này thì đây. Con này thường công suất nó ở trên 1.000W quý vị nhá. Nếu mà quý vị em đây không đọc được, nhưng mà nếu mà cái này mà quý vị mà dùng chắc phải dùng đổi nguồn tầm 1.500W thì cho chuẩn nhé quý vị nhé. Rồi ok nhá. Đấy, quý vị nào lấy con này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Giá cả thì quý vị cứ có gì cứ add thẳng Zalo cho em nhé, để em báo giá cho quý vị. Vâng, em đang không cầm cái sổ sách ở đây, đâm ra là cũng không báo giá được chính xác, thì quý vị liên hệ trực tiếp cho em hoặc là add Zalo cho em nhé để nhận báo giá nhé. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.